Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về được lô xe Toyota Vios phiên bản 2023 mới, và em sẽ đi qua một lượt các phiên bản để cho anh chị nắm được thay đổi những gì. Thì đầu tiên ở trước mắt chúng ta đây là phiên bản bán chạy nhất của Toyota Vios, là phiên bản G sẽ đã được thay đổi mặt ca lăng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đi đến chi tiết hơn là phần logo. Ở phần logo này đã dùng là logo dạng 3D, thì trong đó phụ trách được cái chức năng trong gói Toyota Safety Sense. Ngoài ra một thay đổi lớn nữa là về đèn, cụm đèn đã được thay đổi là cụm đèn bi LED pha cốt chung bóng có bi, còn đèn sương mù thì vẫn dạng LED. Đây là thay đổi của cái mặt ca lăng mới. Ngoài ra ở phần thân xe có thay đổi là la răng đã thay đổi lên cái dạng là 5 chấu đơn, không dùng 5 chấu kép giống như phiên bản cũ nữa. Còn tay nắm cửa rồi phần thân xe cơ bản vẫn như vậy. Có một thay đổi ở phần đuôi xe là có một cái miếng ốp đen để thể thêm cái tăng cái tính thể thao cho xe. Còn đây là cái phần đuôi của bản Vios 2022. Một cái thay đổi nữa, hai cái thay đổi nữa ở phần nội thất là nội thất được sử dụng là nội thất dạng màu đen. Còn màn hình đã được nâng lên là 9 inch. Nội thất màu đen, còn màn hình là màn hình 9 inch. Ngoài ra thì không có thay đổi gì nhiều. Còn tiếp theo là phiên bản E. Và để phân biệt bản G với bản E thì chúng ta thấy cái miếng ốp ở trên này là miếng ốp màu nhám, còn phiên bản G là màu chrome. Ngoài ra thì cái phần logo của xe bản E, kể cả số tự động và số sàn, thì đều là dùng dạng logo thường thôi. La răng của ba phiên bản đều như nhau. Có một cái lưu ý nữa là để phân biệt cái phiên bản E số tự động và E số sàn bây giờ thì khá là khó khăn. Anh chị phải nhìn vào trong phần nội thất thì mới biết được đây là số sàn hay số tự động. Còn đây là phiên bản số sàn của phiên bản 2023, được trang bị đèn, cái thay đổi không nhiều, thay đổi về đèn và cái ngoại thất là chính. Còn nội thất thì không có gì thay đổi đáng kể. Còn đuôi xe, còn đây là màu đen. Theo em, cá nhân em thấy thì cái phiên bản 2023 này thì đẹp nhất nó vẫn là màu vàng cát, và sau đó đến màu đen. Màu đen này thì trông khá là khỏe khoắn, mà cái mặt ca lăng và xung tổng thể xe nó khá là ăn nhập với nhau. Đây thì vẫn là phiên bản E số sàn, bản E số sàn của màu đen. Cái giá phân khúc của Vios thì không thay đổi đáng kể, vẫn trong bản G thì vẫn dưới 600, bản E thì rơi vào khoảng 550-600, còn bản E số sàn thì dưới 500. Còn tiếp theo đây là phiên bản E màu vàng cát của bản E số tự động. Như anh chị thấy vừa qua em vừa lướt qua một lượt là có hai chiếc xe số sàn đấy, và đây phiên bản E số tự động thì ngoại thất nó không khác gì cả, không khác gì so với phiên bản E số tự động. Nội thất là khác một chút là về ghế, cũng như là về cái cụm vô lăng. Đây là bản số tự động của E. Còn tiếp theo đây là bản số sàn của màu vàng cát. Thì xe lô này bên em về là được 3 chiếc số sàn, 2 chiếc số tự động, và trong đấy có một bản G và một bản E. Ngoại thất của chiếc E thì số sàn và số tự động không khác gì nhau cả. Và nhìn vào nội thất thì mới biết được. Và vừa rồi thì em đã đi qua một lượt các cái xe Vios 3 phiên bản E số tự động, E số sàn và bản G số tự động. Anh chị xem qua cũng như là lướt qua một chút về cái xe đây, gần ở đây em có đỗ hai chiếc xe Vios để anh chị xem để so sánh các phiên bản với nhau. Thì đây là bản E số sàn của phiên bản 2022. Cái cụm đèn thì giờ đã được nâng lên là đèn bi LED cả 3 phiên bản 2023 rồi. Còn đây là bản E số sàn 2022. Còn bên cạnh nó là một chiếc xe G số tự động 2022. Nên anh chị thấy có thể so sánh hai phiên bản với nhau, đưa ra cái nhận định cũng như là tham khảo biết thêm về thông tin xe.
Vừa rồi thì em cũng đưa một cái video nhanh để giới thiệu về dòng xe Prius đến anh chị nào cần tư vấn thêm các vấn đề như trả góp, lịch xe, giá xe hay là màu xe thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.